Hiệp ý với các gia đình xin lễ chiều nay, xin tạ ơn cầu bình an cho gia đình, xin ơn chữa lành như ý, xin visa du học được thuận lợi, xin công việc được thuận lợi. Lễ dỗ cho các linh hồn Maria Ferro Marta, Maria Huỳnh Thị Minh Huê dỗ 100 ngày. Cầu cho các linh hồn Ferro Da Minh Teresa Anna Yuse Joan, Maria Yuse, Maria Teresa Joan, Maria Luis, Jacobe Francisco, Paulo Anton. Cầu cho các linh hồn nhà an nghỉ, các linh hồn thai nhi. Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ nội ngoại và các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Cuộc đời chúng ta có những lúc Chúa chọn gọi, Chúa kêu mời đến dự tiệc của Chúa. Chúng ta cố gắng nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Đừng xin cứu cho tôi, xin cứu vì bận cái này, vì bận cái kia, cho nên không đi nhà thờ, không tham dự thánh lễ, như nội dung tin mừng chúng ta sẽ nghe hôm nay. Để rồi chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Chúa qua Chúa Giêsu Kitô để đến ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta, tất cả mọi sự Ngài gánh vác để xóa sạch tội lỗi trần gian và ban cho chúng ta ơn cứu độ. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm ăn năn sám hối để xứng đáng cử hành thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin to lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippi. Thưa anh em, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa. Điều khấn nguyện tôi xin giữ tròn trước mặt những ai kinh sợ người, kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê,
người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời. Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhan, bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, người thống trị chư dân, mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lại một mình người. Phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phụ phục trước thánh nhang. Lạy Chúa giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài. Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự người, thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của người rằng Đức Chúa đã làm như vậy. Lạy Chúa giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa? Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cổ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin cứu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng đường xóm, ép người ta vào đây nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta đang nghe lá thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Philippê. Hôm nay một đoạn văn hết sức đặc biệt trong lá thư này được gọi là Thánh ca Philippê. Nếu ai đọc kinh thần vụ thì Thánh ca Philippê này luôn luôn đọc kinh chiều một ngày thứ bảy. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Người đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy xác phàm, vân vân và vân vân. Dừng lại cái chỗ người đã trút bỏ vinh quang.
đó là làm thơ, thánh ca, tiếng Việt, đọc cho nó xuôi tai, đọc nghe cho nó hay. Nhưng cái ý nghĩa là vậy, người đang cao sang trên trời đã trút bỏ cái vinh quang của mình, vâng lời Chúa Cha để xuống thế làm người. Nhưng mà chúng ta biết Tân Ước viết bằng tiếng Hy Lạp, nếu mà dịch sát cái câu này trút bỏ vinh quang thì phải dịch là người hủy mình ra không. Hủy mình ra không nghĩa là không còn cái gì nữa. Vinh quang, quyền năng trên trời cao nay bỏ hết, hủy mình ra không để ở với chúng ta, để mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Người cấm lều ở giữa chúng ta như vậy để làm gì? Để thông cảm nỗi yếu hèn yếu đuối của kiếp người nhân loại chúng ta. Khi thì khi này, khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì sốt sắng, khi thì nguội lạnh, không biết đâu rồi. Cái con người mình rất là thay đổi. Nhưng Ngài đã hiểu được, để cùng với chúng ta, Ngài gánh tội chúng ta xóa sạch, và Ngài đã hoàn thành cái sứ vụ cứu độ nhân gian. Để rồi Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, Ngài đã từ trời cao để xuống thế, mặc lấy tất cả mọi sự để cảm thông và cứu độ chúng ta. Để rồi Thiên Chúa Cha ban thưởng Ngài gấp trăm ngàn lần tiếp tục ở trên trời cao như vậy. Như vậy thì chúng ta cảm nghiệm được cái tình thương của Chúa không? Ngài đã hiến mạng sống mình trên thánh giá, chính máu của Ngài đổ ra để cứu chuộc chúng ta. Máu của giao ước mới, máu của giao ước vĩnh cửu đổ ra cho muôn người được ơn tha tội. Cái câu truyền phép trong thánh lễ chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng nghe như vậy. Và nếu chúng ta cảm nghiệm được cái tình thương của Chúa có 102 thì chúng ta phải sống thế nào? Ngài mời gọi chúng ta đến để đón nhận các bí tích, đến nhà thờ để lãnh nhận hồng ân Chúa. Nhưng có những lúc chúng ta bảo cho con xin cứu, như tin mừng hôm nay, con lấy vợ cho con xin cứu, kiếm lý do này lý do khác để mà từ chối ân sủng của Chúa qua việc thực hành đạo đức, bỏ lễ, bỏ nhà thờ, bỏ đạo, cho con xin cứu. Thì hôm nay chúng ta cảm nghiệm được tình thương Chúa, và chúng ta đừng chối từ những lời mời của Chúa. Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để trở về với Chúa. Thời gian, một cuộc đời, một con người làm con Chúa mà mình không biết tận dụng để làm sáng danh Chúa thì thật là uổng phí, thật là không biết cái ý nghĩa của cuộc đời con người trần gian. Khi chúng ta sống, khi chúng ta đang sống như vậy, chúng ta biết ca tụng Chúa là vinh quang của Chúa, là con người đang sống, là chúng ta. Chúng ta có biết phản ánh cái vẻ huy hoàng vinh quang của Chúa bằng chính đời sống của mình hay không? Đó là tùy chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho những người từ chối, cho những người nguội lạnh, để biết quay trở về đón nhận ân sủng Chúa, cho cuộc đời của mình có ý nghĩa là con Chúa. Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện đi lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhận. Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng ngàn ngữ. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào thì chúng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mà loài thù tạo phải phụng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ người nào mình chịu khổ thì người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con. Các linh hồn chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, là sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giao nguyện rằng: cha thể hiện dưới đất cũng như trời.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, cho hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian khúc nhai, được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được Thánh thể Đức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Con trong cậy rơ thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy rơ thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thanh cực tịnh rơ thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu con thờ lạy Chúa.